con nói trơn rồi trời. Ngủ dữ vậy trời. Ừ mà phải ngủ thôi. Ngủ thì mình mới được nằm mơ, mà nằm mơ thì mình mới bàn đề được. Đó thì mới sống được. Chứ mà sống mà không có đề thì tôi sống làm gì? Trời. Vô đây. Mận gì vậy? Mận gì mà cút cu chít vậy? Vô đây. Có ổng ở nhà không? Có ổng ở nhà rồi. Tao kêu mày qua đây làm gì? Mày tao biểu mày qua sớm chút xíu. Mày mận gì mày qua trễ dữ vậy? Mày nằm ngủ hả? Trời ơi, công nhận bà hay thiệt á nghe. Trời ơi, đi chợ gì thể vô cái sạch ngủ liệt. Hay thiệt ơi. Ban đêm tao có ngủ đâu. Thức, mày có thức gì không? Thức gì? Thức rồi coi như là suy tính bạn đề cho ngày hôm sau á. Sao mà ban ngày ngủ nhưng mà nó chính ra phải ngủ ban ngày. Sao mày không biết đâu, ngủ ban ngày á, cái giấc ngủ nó sâu dữ lắm. Mà cái giấc ngủ sâu á thì mình mới nằm mơ, mà nằm mơ lúc đó nó mới linh. Trúng lần nào chưa? Chưa bao giờ trúng. Sao vậy, nói gì? Không biết nữa, sao kỳ quá. À, chắc ta bị người ta kêu phá vậy chứ gì. Biết mà. Mày nói ngày sao mày tao nói, biết sao qua đây chi không? Tao nói tao nôn từ tối tới giờ. Không thể nào mà nhịn được, chạy qua kiếm bà liền nè. Tôi nói thầy nhắc tới là nôn chuyện gì? Đến hồi tối nằm mơ kỳ cục lắm. Biết không? Anh Thành, anh Thành vệ sĩ của xóm mình nè. Đem qua tặng tôi hộp quà. Rồi mở ra. Thấy cái bóp. Làm sao? Cái bóp làm sao? Chồng tôi. Chồng bà nằm ở trong hộp đó. Chết cha rồi. Vậy là ông sắp chết rồi đấy. Bậy. Chứ làm sao mà tự nhiên mở cái hộp ra thấy chồng nằm ở trong. Thằng chồng tôi nó kêu đánh tôi cái bóp, biểu vậy đưa mấy nhỏ đi học. Gì đâu mà chỉ có biết cái hộp quà đó đựng cái gì. Giờ qua bà cô đánh xuống máy. Đánh xuống máy ta. Ê, máy. Nói vậy một cái hộp gì đang nằm mơ cái hộp. Tự nhiên có bóp một cái là xuống máy. Xuống máy ta. Xuống máy nói vậy coi. À biết xuống máy. Cái gì đó. Ôi trời ơi. Đâu rồi ra. Xuống máy 21. Tắt đèn. Tắt giùm cái đèn đi. Ủa ta nó có mở đèn đâu tắt. Nhà gì làm như vũ trường khách sạn gì vậy đặt gấp đèn pha cái là mắm chối muốn chết luôn à. Tắt lẹ quỷ già mở mắt kia ra coi. Gồm đấy trời, mở mắt kia ra. Gồm đấy trời. À đèn pha đó cưng. Mắm hổng hôm qua tao thấy còn bóng trăm mà sao bữa nay trống trơn trống lóc kìa, sao mày? Thôi đừng đụng vào nỗi đau của em nữa. Mày nói biết sao không? Dạ, hôm qua ông chồng đi cá độ đá gà thiếu nợ người ta, đâu có tiền trả. Vợ tóc nhà sao trả nợ vô duyên quá, vô duyên đấy. Trời bạn gái yêu vô duyên. Tôi nói mày nghe là tao nói thiệt với mày, là tao mà có cái kéo thì tao học miệng mày ra liền á. Vô duyên tự nhiên mới la làng chứ sao tao biết. Tôi giọng mày dữ quá vậy đó. Mà hôm qua la làng la lửa lên. Tao nói la muốn cho mà bể làng á. Nói ăn trộm ăn cắp mấy tấm tôn rồi xây nhà mẹ té ra làm chồng mình. Nè chứ đâu, ẻo đâu có vừa. Chồng bán nóc nhà sao không có tiền đánh đề, mình bán nóc nhà trước ông ăn trả. Bà ăn em mua tôi mua để cho ông trả bán nóc nhà. Tôi chờ bán rồi tôi thua ông trả mua. Bởi vậy bây giờ đóng lóc chưa thấy ai vô chi năng kêu lùng linh muôn hoa màu nhà con nóc. Thôi cái nhà vô chi tự nhiên nhà tao qua múa. Bây giờ qua khỏi bàn ảnh xuống mấy đi nè. Thôi cái vụ mà qua đây tao bàn vụ bạn đề đi nè. Trời ơi, mấy ngày nay rồi nó thua sắc chặt đôi nè. Mấy nè. Thấy đồ qua đi bạc, kiếm không coi. Đi kiểu kiểu đi. Nghe nè, không. Ông Hai Thành, hiểu không? Nó nằm mơ. Nó nằm mơ. Nó thấy ông Hai Thành. Thành đầu xóm mình à? Vệ sĩ hả? Tặng cho nó một cái hộp, rồi nó thấy thằng chồng nằm ở trong đó. Đó, vừa lúc đó là một cái bóp. Trời đất
luôn, tao thề có mặt trời làm chứng à. Sao? Tôi mà nghe hai bà nói được gì, chết liền chỗ, chết thảm thiết đi. Ờ, bình tĩnh nghe nói nè, tao nói hồi tối nằm mơ. Thấy ông Thành vệ sĩ xứ mình. Đầu xóm. Em tặng tôi một cái hộp quà. Vừa mở ra, thì chồng kêu vậy rồi, không biết hộp quà đựng cái gì. Bây giờ số mấy? Số mấy? 11. Gì 11? 11. 11, sao đến 11? Là vậy nè, nếu mà người nam á, mà tặng cho người nữ á, tức là chuyện tình trai gái, đúng không? Mà trai gái thì là phải tặng quà là bằng vàng, đúng không? Chứ chẳng phải tặng bằng bạc. Bằng bạc, bạc tình, bạc nghĩa thì chúng nó quýnh à, đúng không? Đó, mà vàng thì là phải là vàng y, chứ chẳng lẽ lại là vàng 18, đúng không? Thành ra mà vàng y là 24. Bà đó là 11 cũng đúng, 24 mẹ ơi. Quánh 11. Ừ, mẹ thì bà. Bà vậy? Dạ. Bà mê hay bà tỉnh, cho bà tỉnh làm tôi đó thôi. Vàng 20, 24 mẹ ơi. Không, tao nói 24 chứ tao không hề nói thứ 11. Trời ơi, đúng rồi. 24 nói là thứ 11. Là ông. Lẽ bà nói 11 bà. Chứ bà thôi. Trời ơi. Như vậy là tao nói lộn gì đâu vậy. Đúng rồi. Là hai số 24 mà 24 là vàng y. Đúng. Đúng không? Đúng rồi. 24. Nam tặng nữ chỉ có tặng vàng thôi, nữ mới mê. Phải không? 24. Không kéo đâu. Làm cho bao thế anh Thành. Gây u, thịt bắp, vạm vỡ, cao to, đúng, trắng trẻo, đẹp trai, anh không tá. Không tá là con thỏ, ông bự con thì đánh con thỏ. Anh Thành lẽ ra đó là phải đánh con cọp. Thôi bà, chừng nào nằm chị bao thấy bà mới đánh con cọp. Đúng rồi, thấy tôi thấy con cọp nè. Thôi bây giờ đừng nói gì, bây giờ rốt cuộc đánh số mấy. Số mấy? Không tá là con thỏ mà đánh cái gì? Giờ nghe tới bàn nè. Bàn đi. Nằm chị bao, thấy anh Thành. Đúng. Đúng không? Ừ. Mà giọng cứ đàn bà cái không có nít nè. Không có đàng hoàng. Không có đàng hoàng lắm à. Đàng hoàng gì đàng hoàng? Đổ thấy bạn áo chiếu hay đàng hoàng rồi. Một tiếng. Đó. Có đâu có tiếng ai cho vừa chứ có gì đâu đàng hoàng. Ừ. Chiếu một tiếng có gì đâu. Một tiếng đây nè. Chứ tông thì đặt tông. Cho mày không? Nhuộm tóc một tiếng luôn đi. Thôi để nói nè. Mà tơ tưởng thì tại vì vấn đề là ban ngày phải tơ tưởng. Đúng không? Tơ tưởng nghĩ tới người ta ban đêm mới làm chim bao. Đúng không? Đó, làm chim bao thấy không Thành? Đúng rồi, ban ngày ta thích gì ban đêm ta làm. Đúng không? Đó, vợ ông Thành mới qua đây. Đúng rồi. Người ta nói phải trái cho nghe. Bởi vì thấy chồng ta vậy là phá hạnh phúc gia đình ta. Đúng không? Đúng rồi, đúng đó, ta nói phải trái cho nghe. Đâu có vừa cái miệng. Dữ quá không? Dữ quá. Không biết hối hận. Không biết xin lỗi người ta. Chửi người ta. Cái lộn cái lạo. Đồ quên ta nữa. Đó, ta quê. Chấp đầu lên phường. Công an chồng. Chồng ta. Hay trời ơi. Công nhận ông này ông hay thiệt. Trời ơi, thú rồi. Ông mày bị cộng là không tác. Đúng rồi. Công tá là cái cầu. Công tá là cái cầu. Đúng rồi. Tao không thích cái cầu. Tao không thích cái cầu. Tiếng là nói mày nghe nè Tiếng. Sao không hay? Chết chờ thuê bồ đề đi mà không hay sao được. Lại gì nữa cha? Sao? Đúng rồi, không hiểu gì trơn. Tao nói mày nghe nè. Mày đừng nói lớn. Mày la ôm sòm hàng xóm tao biết mày dốt á. Cái gì? Ở trong tiếng Anh á. Chết chờ là thầy. Thấy không? Thuê bồ. Là cái bàn. Còn đây á. Là đề. Là sao? Là rốt cuộc là tao thầy ban đề. Hay. Trời ơi, giỏi anh ngữ đi. Ông bạn này. Thầy rốt cuộc mày. Mày có ngày ăn đâu cứ nằm mơ thấy đề. Nói nghe nè, như vậy là chiều nó tới không tháp. Không tháp cái còng. Cái còng nó còng tôi. Không, nó còng bà, nó còng bà. Chú Duyên. Con mẹ ba mà ông bị, chú Duyên. Cha hai mớ mợ chú Duyên. Nhưng xuống thì bị cái còng còng là sao? Con lãng ơi. Mày chưa tao bàn đó rồi mày chửi tao là sao? Thôi nha. Bà nó kêu bà năn nỉ mà qua nhà tôi á để bà nhờ tôi á là bàn đề cho bà cái vụ nằm mơ. Chứ tự nhiên mà tự nhiên tôi bàn vậy tôi không thích thì thôi chứ mày muốn được qua đây nữa. Lãng nha không? Thôi đừng giận mà. Đừng có kêu phải đẩy. Tự nhiên hai người nói tôi bị cái còng rồi công an bắt tôi sao? Thôi đừng giận nha. Rồi xin lỗi mà trời. Không. Đừng giận mà. Thôi đừng giận. Không. Đúng rồi. Mà đừng giận. Không. Nếu muốn thì không giận ơi cho mượn 100 ngàn đi. Ơ bả không? Trời ơi. Trời ơi, vợ mặn nè. Mượn tiền chơi trẻ sao? Mà nói nghe nè, nhưng mà tôi chịu gì đó. Tôi chịu ai thẳng tính gì đó. Không có tiền thì nói. Cho mượn 100 ngàn nha. Nè. 100 ngàn là cái gì? 300. Trời theo thấy bạn bè tốt ghê. Thấy chưa? Nè. Không có đòi liền, từ nào có trả. Chịu đó, tôi bánh liền không tám. Tôi trúng là tôi trả bà. Tôi trả luôn tiền lần cho bà. Chiều nay không tám là hai đứa mình vậy ăn nha. Ê, tiếm ta nói mày nghe tiếm. Cảm ơn nha ông thầy. Sao tự nhiên bữa nay mày tốt bụng ngang xương mày chân sọ vậy? Bộ qua mày trúng xỉu chủ rồi sao? Không có trúng xỉu chủ gì hết trơn á. Chứ sao mượn 100 mà cho 300?
Tao nói lúc này đã nghe, nhỏ này làm ăn được cho nên hợp với chị em vậy thôi. Chiều nay mà không có là quy quà. Cảm ơn hai người, tôi đi về. Thôi về đây. Về về vô có cơm chứ thôi, chả dụng ăn cơm mà chạy tử luôn trời. Ê bà ba, bà nghe gì chưa? Nghe chuyện gì đó? Chuyện gì đó? Ê mày nằm mơ, ông nằm mơ, thấy gì không? Bà bằng tiếp tôi nghe coi. Quánh luôn hai con luôn. Bà suốt đời là chỉ có nằm mơ với vấn đề. Thằng bạn gái mà ngủ ngày, không có nên, hiểu chưa? Nằm mơ cái gì? Chị chồng bà, chị chồng bà. Bà cái chuyện đó là cái chuyện gì vậy? Gì vậy? Trời đất ơi, ở đây mà tôi về kia luôn nghe rần rần hả? Mày làm cái gì mà tao kiếm mày gần chết hả mày? Hả? Tao làm công dân chứ tao làm cái gì? Mày có chuyện mà đó mà quay quách đùng đùng. Trời ơi, có cái thay mà bữa lớp vậy. Tao và mày quách thì còn gì con người tao? Kiếm mày ngoài giống quỷ không? Thôi chơi, ngồi chơi, biết rồi, ngồi chơi, kiếm mày gần chết luôn đó. Kiếm chuyện gì? Thì nói chung là có chuyện tao mới kiếm. Chuyện gì nói nghe coi. Tao có hôm qua tao ngủ tao nằm chim bao. Mới qua từ hồi sáng đến giờ nè. Ba nghe ba của chúng tôi nằm không? Hôm nay tao nghe nó mày bệnh dữ lắm phải không? Bệnh sốt cao độ 42-43 độ được phải không? 42-43 độ bệnh này chứ không có bệnh gì đâu. Rồi tao nằm ở nhà tao ráng tao uống thuốc ngủ, tao ngủ tao nằm trên bao đó. Vậy hả? Ờ, chứ không bao giờ mà có cái vụ mà bệnh. Uống thuốc ngủ uống quá liền, ngủ ly bì luôn. Ba mộng tôi nói bà nghe nghe. Dòng thứ mà nó ngủ ly bì vậy nghe. Có dễ bị khùng lắm. Ờ đúng rồi. Mà nó làm gì bà? Giờ mong đội mặt mày là lấy giống cùng đời. Ông mà nói ai mà nói ông tỉnh là tôi chết liền á, là người đó là khùng á, tôi nói thiệt cho ông. Trời ơi, thôi vợ đi qua đây tao bàn cái vụ khác. Tao nói mày á, tao nghe trong xóm nói mày bây giờ là tích cờ thuê bồ đề phải không? Còn phải không? Là thầy bàn đề phải không? Ờ. Mới bàn. Ờ, tao có cái giấc kim ba mà tao nói tao kể ra mày khủng khiếp luôn. Nó nói thì bà nữa. Tao ngủ ha, tao ngủ. Bà nữa. Nằm chim bao, thấy cái nhấc chim bao, tao ngầu vậy, tao mù hôi mù kê, nó đổ cả lít. Cái răng tao nó đánh một cặp. Khủng khiếp cái nhấc chim bao, từ nào tới giờ tao chưa thấy cái nhấc chim bao nào như cái nhấc chim bao này. Hay là cái này, rồi sao tao nói tiếp. Tao đang nghĩ này mày nói lẹ giùm tao làm phứa đây. Tao kể cho mày nghe. Ơi, tao nằm chim bao, tao thấy tao đang đi trên một đồng cỏ. Cỏ dưới sinh ngắt luôn. Ông biết thành con ngựa, đúng không? Gì ngựa? Ông là con ngựa. Có bạn không có là con ngựa. Thì nghe kể tiếp nè. Có đồng cỏ, ngựa đâu. Không có con ngựa. Một cái đồng cỏ xanh ngắt. Xanh tốt, dễ sợ luôn. Không có con sâu nữa. Mà trên cánh đồng không có cái gì, có một cái cây. Là cây gì biết không? Cây xài. Cây xài của mình á. Cây xoài á. Mà không có một chiếc lá. Kìa không. Ý là mày nói trụi lụi á. Trụi lụi. Tôi nhìn cái cây tôi khóc quá trời luôn. Mắt ông mắt cha nhìn cây trụ lũ thì khóc. Khóc cái tỉnh dậy mùa hôi mùa cơ nó đổ là quá trời. Còn có giấc chim bao một kỳ cục. Chính vì vậy đó mà bởi vì mới là giấc chim bao lạ. Lạ. Mày bây giờ mặt mẹ mê vậy. Mê nghe đẹp cho nó mê. Quánh gì tự nhiên cây trụ lũ quánh gì. Còn sao nữa kể tiếp nghe coi. Hết rồi. Ủa vậy làm sao? Thấy con cái cây trụ lũ vậy thôi. Hèn chi. Ba mà mới nói mày khùng cũng phải. Mày đương không cái mày làm chim bao cái mày thấy cái cây trụ lũ gì mày có tao bàn giấu chuyện đây. Thôi mà bà ba bà nói vô tiếng cho nó bàn tôi coi tích trời theo bộ đề. Theo tôi nghĩ nó là số 11 đúng không? 11 hả? Thì cho một thì cái cây trụ lá. Cái cây trụ lá không có bông không. Sao bà tôi nói bà nghe là bà nói là bà khùng giống nó à. Hồi nãy cái con kia nó nằm trên bao nó thấy cha thành vệ sĩ tặng cái hộp cái bà cũng bàn ra 11. Rồi giờ thấy cái cây của nó 11 là sao? Hồi nào tôi nói 11 hồi nào? Tôi nói 11 hồi nào? Cái cha đứa nào đó tôi nói 11 tôi không hề nói tôi 11 ra. Đến bà. Tôi nói có số 21 ra. Mày bà chép đạn chép đậu tôi ngồi lỗ tai tôi còn chưa ráo với nước bọt bà văng vô trong đây nữa nè. Miệng của bà mới nói 11 bà mà không có 11 cho mặt tôi không có một lùi đi. Cái gì à? Ông nội cha tôi cũng không có thấy. Lành quá à. Lành quá à. Cỡ luôn á. Mặt mà chưa. Thôi biết rồi. Nhìn cái cây trụ lũi. Cái cây trụ lũi. Mày cây trụ lũi. Bàn coi. Có lại đi chú máy. Để ta tính. Cây trụ lũi là con cây. Còn cây là cây con. Cây con là con chó con. Mà con chó con phải 11 không? 11. Tổ bà chắc Hà Bá nhập mẹ này rồi. Hà Bá hay là cái gì nhập bà rồi. Bà nhá thì cái số 11 ấy. Tích trời thay bồ đề quét cái số 11 liền. Trong đầu tôi thề tôi không bao giờ tôi nghĩ số 11. Vậy mà tại sao cái miệng tôi linh ứng ra số 11. Cái đó tức là bà nhập tôi. Đúng không? Chứ tôi không hề biết đó. Tại sao tôi nói số 11 chứ. Đúng không? Như vậy đó là số 11. Bà nhập tôi. Bà nhập
cậu hay cháu ngoại của Du Thị Tài nè. Mà hay thấy sợ không? Bây giờ số 11. Bây giờ, không trái, chỉ có cành không à. Thụ lũi thì 11, coi như là có nghĩa là gì? Còn cây. Còn cây là cày con. Mà cày con là con chó nhỏ là 11. À. Không nói gì nữa. Cho tôi mượn đỡ thôi đi cha, thôi cha, thôi đi cha. Thôi tao mới mượn 300 thôi. Không cho mượn đó. Tao bao lô luôn. Thôi rồi, cho mượn đi. Nhanh dễ. Hết tiền là phải không? Xuống em uống miếng nước đi. Uống miếng nước đi, lên làm tiếp. Quý già ghét. Ngân hàng nội đây là không chịu nổi. Nó mượn nó chi? Nó mới mượn con kia. Vậy hả? À, vậy mày có mày cho tao mượn cái này. Mượn gì? Mượn tiền quánh. Lột ra đi. Lột hả? Tao lột là thấy ghê lắm. Bụng tao hôm nay ở nhà ăn uống thuốc ngủ không có bụng thấy ghê lắm. Thôi ông nội. Tính làm gì hả? Tính lột đầu hả? Mày kêu tao lột. Khùng quá. Ủa gì? Nó nói mày khùng cũng phải. Lột gì? Những trắng sáng trên tay kìa. Cái này mày lấy không? Nè. Cái này mày lấy được không mày lấy? Thôi mày đừng chạc ra mày. Ở xóm này ai không biết mày xài đồ giả. Trời đất ơi. Thì vậy à, mày biết rồi thôi giờ thì có. Cái kè kè, sáng sáng kè. Cái được hai. Này đồ kỷ niệm mày ơi. Kỷ niệm hả? Mày giữ kỷ niệm rồi chiều con ba mộng nó quánh. Nó quánh 11 nó trúng là mày đừng nổ điên mày lên à mày tiếc à. Tổ ba nè của hội 11 hả? Nếu mày mày nói như vậy thì bây giờ tao đưa mày nè. Mày coi được cái này mày cầm tao đi. Điều gì? Xin cô quạt. Xin cô quạt hả? Nghĩ rất duy đăng hả? Dẫn mặt ơi, ủng hộ tao kỹ vậy mà mày lấy mày trời ơi. Mất trên nữa vậy? Bởi vì không trời lộn. Sáng giờ mày có một đùi cũng vừa lắm độn thằng vô chiên. Liền đâu? Thôi coi. Đồng hồ ủng hộ như hà bá vậy mà mày xin cô quạt. Một ngày nó chạy đúng hai lần. Mà tao cũng hể tình hàng xóm mày. Vậy? Ngày chạy đúng hai lần á. Ủng hộ là chạy. 24 này 24 đúng hết trơn, mày chạy đúng hai lần vậy là còn hai lần là chạy tàn phát phải không? Ôi đẹp quá. Đeo lý le thâu. Thâu được rồi, tao cũng nể mày đó, cũng sáng sáng cũng còn được á. 15 ngàn. Bà nội cha 15 ngàn mua hai bó nhang cũng đám ma này không đủ. Cái đồng hồ vậy mày cầm 15 ngàn mày ăn nói gì mày thôi. Mày ăn vậy mày ăn vậy mày mở miệng mày nói được hả mày? Đồng hồ 15 ngàn. Không cho mày biết, cái đồng hồ quá đắt á, thấy không? Của ông Sáu đây nè, ông treo từ mấy chục năm mà không còn bán được. 2-3 triệu mà cái đồng hồ này ngon hơn đồng hồ ổng là mày cầm tao 15 ngàn hả mày? Thiết nghĩ là sao? Tao xin lỗi cuộc đời mày à, mày đang cần tiền mày cầm mày quá trời, còn lấy mày ăn đi. Tự nhiên mày đồng mua nha mày đốt tao. Chỗ mày có mình mày á, tao biết gì? Tao nói nghe là năm. Cái gì vậy? Thôi cưng, gì đâu quá vậy? Mày cái mày nóng quá. Thì thôi giờ 20 đó mày chịu không? Tổ bà nói kẹo họng luôn lên có 5 ngàn à. Thôi được rồi. Đưa 20 đây. Từ từ mày. Đưa thì rách là tao chữ à. 20 trời. Cái giờ tao đi tao đi. Cũng nể mày lắm á, tao mới cho mày mày. Ê đừng có nói nha mày. Đồng hồ mày đừng có nói mày đừng có đeo mày đem cất một hộp đi. Có gì tao nó té mương rớt. Mà dặn nè. Để con vợ tao nó thấy nó la âm sùm á. Chiều bên nay á, con vợ là cái chồng 08, còn thằng chồng á làm chó 11 nghe không? Ủa mày nói vậy là sao? Thì vợ mày mới về cái mày hiện ra. Trời đất ơi. Vợ tao nó cũng qua đây nó bàn đề hả? Chứ sao? Vợ tao nó nồi nào úp dung nấy, vợ chồng mình con rứa chứ đâu hai rứa. Không mày đừng nói nhiều, con vợ tao nó quýnh con mấy? 08. 08 nè. Con mày chó 11. Thôi được rồi, tao đi. Nha. Nhưng mà nhớ đừng có nói cho con vợ tao biết là tao quýnh đề luôn nha không? Nó rầy đó ông sùm á. Còn bà, nãy đi nó mượn tiền bao giờ ra. Nè, cầm 20 ngàn của bà làm chứng ủng hộ tôi nha, xin cô Hoàng. Còn bà bá thì cầm 20. Nè. Lát vợ tôi đừng bao giờ nói cho vợ tôi biết không? Ông không nói, tôi không nói đâu, trời tôi nói gì chuyện đâu. Thì biết không rồi, giờ tôi nói nhớ nữa. Chưa? Không bao giờ tôi nói ông gì, 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 ai là đèn ai nhả xác. Chiều nay mà không ra chú 11, tấn nước bà. Ê, 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 nói nghe, chiều nay rút nhớ qua tao mày. Biết rồi mày. Ông nghe tôi nể bà ghê nha. Tao mới mượn tiền cái bỏ chạy ra trong nhà. Mua hả? Mua ở đây mượn tiền của tao. Thôi cũng cảm ơn mợ ba. Nhờ thôi mợ ba dễ, chạy. Thôi mới dễ, cầm dễ. Cái đồng hồ. Thôi về ngủ nằm mơ để mai bàn tiếp nè. Chàng bàn gái ăn nó nghỉ nhà. Khùng quá. Bà có nghe gì chưa? Nghe gì? Gì đó? Mình cầm bà. Sao? Nó làm sao? Nó làm sao?
Sao sao? Bông bà có mèo. Làm sao? Giống lúc này. Có bồ nhí. Sao? Tối nay anh đâu có ngủ kiếp con đề. Đâu có biết về chuyện cả xóm ai cũng biết ở đâu mà bà biết vậy trơn hả? Biết được. Nó có nó gì đó, nó đá gà rồi nó chọi chim mà. Ờ, cái gì kia chứ đâu có dạ, mèo đâu, có chú làm sao? Có mèo, rồi, có bồ nhí. Thiệt không? Thiệt. Con đàn chồng, con đàn chồng tôi có bồ nhí hả? À. Con nội đâu, con nội đâu, nói đi. Còn tôi thịt nó liền nè. Con nội đâu có tên gì, có tên gì ở đâu? Ở quán Lung Linh. Nói tên gì? Lung Linh, nói tên con gì lăng lăng quên rồi. Con gì lăng? Con gì lăng, con gì lăng? Xì lăng. À. Xì lăng. Xì lăng là sao? Xi là tên của nó, còn lăng là bởi vì nó lăng hết thằng này tới thằng kia cho nên là nó tên con Xi lăng. Thiệt vậy hả? Thiệt. Rồi sao nữa? Nhà nó đâu? Nói gì đi. Không biết nhà, nhưng mà chỉ biết là ở quán Lung Linh. Lung Linh. Cái gì? Tại chỗ nó làm á. Lung Linh chỗ nó làm, nó là con Xi lăng. Con Xi lăng. Rồi. Còn gì? Chào thấy ba tôi về. Thôi đèn nhà đi sáng tuần kia nha. Chào thấy ba tôi về nha. Cái nó không cho tâm biết tin tức gì nữa hay sao, có như đó là sao vậy? Thôi đèn nhà đi sáng đi bà tôi gì? Trời ơi trời, chị làm sao trời? Này, cá nè, rồi chim nè, rồi gái. Cái nào chơi ác mà con mất miếng lưng mà. Trời ơi, thôi chết rồi. Trong nhà mà làm gì mà dột dữ vậy nè, trời ơi, là trời mà dột cái gì nữa mà dột, còn cái gì nữa đâu mà dột. Mà chết rồi, trời ơi, là trời. Trời đất ơi, mưa gió mà không biết thấy mà bên hư tôi cái thao vậy. Mà bà che mình, tôi đưa ngoài che ướt lạnh vô không biết che giùm nữa. Nè, con, chụp, nữa. Mình ghê vậy đó. Làm gì mà lẩm bẩm suốt ngày bà. Không lẩm bẩm sao nữa. Tôi hỏi ông đây nè. Vụ gì? Chưa đủ hay sao? Hả? Cá nè, gà nè, chim nè. Rồi bây giờ còn thấy con gái nữa là sao? Gái gì? Không có gái gì là cái gì? Vụ gì nữa? Nè, đừng có nói tôi là không biết cái con gì lăng nha. Tôi nói bà mà tính nói mấy con chim mấy con cá tụi hả? Nó có từ lâu rồi nghe bà. Thôi bà lãng á, tên của người ta tên đẹp thế ấn luôn à, bà sửa tên ta. Không phải Di Lăng, con chim tôi tên là con David Tên Cam. Con Di Đan, con gà là David Tên Cam. Nhưng đó nó được, nó bực mình quá. Có hai con à, nó có từ lâu rồi. Nói là bà kêu là bực mình quá đi. Tôi nói với ông. Ủa vậy nãy giờ là ông nói mấy con chim, mấy con cá, con gà không á hả? Chim với gà tôi chứ có gì nữa. Tôi cấm bảo được cũng ra, tôi quý lắm nghe chưa. Con chim của tôi bà thấy không, sáng mà nó hót, nghe tiếng hót nó thánh thót á. Còn nghe giọng bà chịu không nổi luôn á. Còn bà thấy gà thôi không, trời ơi nó xòe cái đuôi ra, nó đẹp gì đâu, nhìn nó là mê luôn á. Chưa kể nó biết cá độ nữa, còn bà làm được gì? Đề không sao? Bây giờ ông muốn tôi cá độ phải không? Ông muốn tôi là làm con gà, con chim, con cá để ra đâu, con quýnh lộn để cho ông kiếm tiền phải không? Trời ơi trời, ở trong nhà mà trời mưa ướt vậy bây giờ chưa đủ hay sao? Nghe nói cho bà biết ra tôi không có cái vụ đó nghe bà đặt bà. Thề đi ông, thề ông không có cái con gì, con quỷ cái đó, tên gì khó nhớ chết bà luôn. Di Lăng, thề đi. Tôi không có. Thề đi. Tôi không có, bắt tôi thề lên cho trời đánh tôi hả? Trời ơi, hết mưa rồi, thôi khỏi mưa cho ngoài con. Ủa sao giờ này tự nhiên ba lên trời. Trời ơi, tôi chết rồi, chết cha rồi. Mình bẻ ống kẹo hết trơn mà bây giờ làm sao thay đồ cho kịp. Chết cha, bây giờ sao tự nhiên mà trời mưa trời gió, ông già ông đi ra ngoài đường chứ giờ trời. Ủa sao nào lên đi chứ. Ông lớn lên thì giờ sao mà ba có dọn dẹp có sao? Ba rồi vô tới rồi sao? Vô tới rồi. Ba có chuyện gì gấp gáp mà ba lên chi cực khổ vậy ba? Ba. Ba khỏe. Sao? Sao trời còn mưa hoài vậy kìa? Trời đất ơi. Tao vô nhà đó ba, vô nhà đó ba. Vô nhà rồi đó ba. Ủa? Sao trong nhà mà kỳ cục vậy? Là gì đâu kỳ bác? Không kỳ gì đâu ba. Nhà mưa ba. Trời mưa ba. Thôi được rồi, để ngoài che gì được rồi. Ủa sao trong trà mà giống như ngoài đường vậy? Dạ. Hả? À. Sao mà trời ở trong nhà mà trúng bất trúng vơi vậy nè? À tụi bay sửa nhà phải không? Sửa nhà tại sao lên mấy tấm? Dạ, đâu có sao không nói cho tao biết để tao cho bà qua đây nấu cơm cho thợ ăn. Dạ không có đâu ngoại ơi, nhà bán hết rồi ngoại. Bán hết hả? Dạ, ông ngoại nhìn nè. Trời ơi sao nhà không có cái nóc hả? Dạ thưa. Thôi
Con nói ông ngoại nghe nè. Rồi, ừ. Ba mẹ con lúc này kỳ lắm. Ba con mê đá gà, mẹ con mê đánh đề đó. Vậy à? Dạ. Cho nên mới đem bán luôn hết mấy cái tấm con này nè. Mẹ cho nó nói. Nói đi con. Dạ thì sao đó vậy? Ba con mê đá gà, mẹ mê đánh đề đó. Vậy à? Rồi sao? Rồi à, 20 cây vàng hồi đó tao cho làm vốn nó về đâu rồi? Dạ. Hả? Dạ. Sao đâu? Tao hỏi sao đâu? Thiếu rồi. Bay mất lâu rồi. Trời đất ơi, hai con ơi, sao mà ra nông nổi về bây giờ tới nhà mà không có nắp nữa. Nha. Còn ở trong nhà thì tụi bay phải đội thao, đội như vậy đó, đội thúng để mà che mưa. Trời đất thánh thần ơi, đây là mai mốt cái nhà này tụi bay bán nữa rồi. Rồi bà trả lời cho tao biết coi. Dạ. Dạ. Thôi ông á, thôi ông á, thôi. Bà. Đâu đưa bà hỏi con gái bà đi. Sao nữa? Đây hồi nào? Ông ngủ vô qua chứ vậy. Bà còn cãi nhảy bước nè. Ông á, tối. Bà đã tối ngày, bà tối ngày. Thôi nha, tao còn sống, tao còn ngồi đây nghe. Nghe, hai đứa bay đó, mày đó nha, chồng mày nó hư như vậy đó, đáng lý ra mày phải sửa, nghe chưa, mày phải cản ngăn nó, chứ có lý đâu bìm bìm leo mà thúi địch cũng leo nữa. Bà nói bà thúi địch đó. Bà nói bà thúi địch. Thôi, hai đứa bay thúi địch hết. Tôi mệt rồi quá, bà nghĩ coi tối ngày bà cái đề đít nè nè. Rồi nè, bà bàn đề, bà đánh đề, qua vàng 21 chứ 50 màn, cứ qua đi bàn riết là nó trống rỗng hết vậy đó. Ủa sao thấy cái mặt... Ủa mặt sao vậy? Mặt bầm hết trơn rồi. Mặt sao vậy? Coi. Thảo, mày dạ. Sao ba mày mặt bầm hết vậy? Dạ. Thôi. Ba, sao vậy ba? Hả? Nhắc mới nhớ. Giờ nhớ không chứ? Bà bông. Bà nói cho tôi, bà trả lời nghe tôi coi. Nói gì? Bà cho tôi biết nha. Ừ. Cái hộp nữ trang á, xính lễ vợ chồng mình đám cưới á, bà cắt đâu? Đem đi liền cho tôi. Trong tủ chứ đâu? Đem ra liền, có trong tủ đem ra liền. Nó biểu mày đi lấy thì mày đi lấy đi chứ mình đứng đó mày nói gì? Mất mấy gì bữa nay rồi lấy nữ trang chi? Ồ, tính là ở cưới rồi làm nữa hay sao? Thì vô lấy hộp nữ trang ra đây cho nó. Thấy. Trong tủ chứ đâu? Lấy nó thì làm gì hả? Tụi đi lấy đi. Lấy đi. Ai cứ lấy. Trời ơi, bà nói tủ, mày đi vô tủ lấy mắc mớ đi ra đường, mày đến trốn hả? Ra đường nào? Ra đường nào? Đi ngõ này, đi ngõ ra đường gì đó. Thôi đi lộn với bộ. Thay vì bên phải, thay vì bên trái, tao đi bên phải. Tôi lộn với bộ. Thôi má đừng cãi, nó vô lấy ra đi. Lấy. Thôi. Vậy. Khỏi đi nữa. Ra đây. Ra đây. Nè. Muốn kiếm hộp nữ trang không? Ừ. Xem đây. Bà thấy không ba? Bà thấy không ba? Là ông cất ông trong túi ông á mà ông định vu oan giáo họa cho con á ba. Đó, nữa trong đây. Sao? Rồi nữ trang sao? Chút biểu bà đem cái hộp nữ trang ra đây đến chi không? Để tôi thấy cái bộ mặt giả dối của bà. Chứ cho bà biết nha. Ở đây nó còn đầy đủ hết á, nhưng mà toàn là đồ giả không à. Nó đem cái đồ thiệt á. Nó qua nhà 21 nó cầm hết rồi, nó đánh đồ giả để y lại chỗ cũ để nó lừa con. Bà cầm đi, bà coi kỹ nó đi. Thấy đi, bà coi kỹ đi. Thảo, con. Giả đẹp. Giả phải không? Sao tao thấy y như thiệt vậy, có giả đâu. Giả không à. Bà. Đời con nó khổ giống như đời con lụ vậy bà. Ghê à, tội ghê không? Con đối xử vợ con giống như Từ Hải đối xử Thi Kiều. Vậy mà nó lỡ lòng nào, nó làm mà gì ghẻ. Con là con tắm đó ba ơi. Con sống giống như đã chết vậy đó ba ơi. Người ta nói mà con hư là tại cha mẹ đó. Dạ. Đó là em gì mà chửi tao rồi. Con có mũi dạy lái chiêu đòn ba. Ông phá đá bây giờ tự nhiên. Ông nói cho ba má tôi là sao. Nói trời. Con nói bà. Con nói bà. Ông xin lỗi bà. Anh biểu mình nè. Tôi không biết ông quýnh tôi sao. Tôi giả là giả cái mỏ
con xin lỗi ba. Dạ con xin lỗi ba. Mày nghe nè, qua mất rồi nè. Quên rồi nè. Ba, con biết tại sao con biết cái này đồ giả không? Tại sao? Con đem qua con chung cá độ á, qua nhà của Hai Sáu Thẹo á, con chung cá độ á, nó biết đồ giả. Quýnh mặt như cái mền vậy đó. Rồi. Mày xuất ra chút chút xíu. Con vợ mày nó hư phải không? Dạ. Mày có không nên hết. Thì dạ. Chưa? Nó quýnh mày cái mặt mày nói giống như cái gì? Mền. Cái mền được rồi. Vậy thì tao quýnh cho nó thành cái mùng luôn. Dạ. Ba mày giỡn ba không? Vợ hư rồi chồng hư, đồng vợ đồng chồng quá ha. Con tha lỗi cho con đi ba. Trời, tao nói cho tụi mày nghe, tao với má mày cực khổ mấy chục năm trời. Cái là phải làm sao để có tiền, có của để lại cho các con. Tao không có vợ, không có tiền bạc. Cho nên tao mới để lại cho tụi mày 20 cái vàng cho tụi mày làm vốn làm ăn. Bây giờ tụi mày làm tiêu hết trơn rồi. Ba, nè, con xin lỗi ba. Thôi bây giờ cái nhà này nó không còn cái gì hết. Trong quá. Nóc con không còn, chỉ còn độc nhất có một cái ghế này thôi. Đây rồi cái ghế này mai mốt tụi bay cũng bán. Cái nhà này tụi bay cũng bán. Không được. Nè, nghe tao nói nè. Kể từ giờ phút này. Lấy giấy tờ nhà ra đây. Tao cho cô Thảo nó giữ. Nó là chủ cái ngôi nhà này. Nó sẽ là chủ cái nhà này. Nó đứng tay luôn. Giấy tờ nhà. Mày. Trời ơi. Cái gì vậy? Mình xỉu nó qua đang nghỉ. Ba, con có lỗi, con biết rồi ba. Con hứa với ba là con xin chừa, con không dám vậy nữa. Nhưng mà ba nghĩ sao mà ba không thương con gái rượu của ba thưa ba. Bây giờ ba... Tao giờ tao không tao biết. Giờ mày lấy giấy tờ nhà ra đây cho tao không? Không lấy tao tự giận tao chết. Nhanh lên, tức quá rồi. Biết chuyện gì xảy ra? Đâu có chưa? Dạ có. Nhanh lên. Ba đọc được. Không. Lấy kiếm cho ngoài con. Dạ. Con đọc cho ba cầm. Không cần. Để con đọc được ba. Kiếm hả? Trời ơi, không biết rớt đâu rồi. Ôi đây nè. Đây nè. Đọc được rồi. Để tao lo. Rồi. Tôi ký tên dưới đây là Trần Gà. Từng ngày mày về mày làm lễ tao về tới giờ ngày nay tao mới biết tên mày là Trần Gà. Ở đó giờ tao đâu có biết đâu. Trần Gà bán đứt ngôi nhà này với giá là 10 triệu đồng. Cầm bán. Cầm thôi, không phải là gì đâu. Mới đâu có tiền trả, mới coi như là người ta lấy đứt. Đúng rồi, bây giờ còn. Bây giờ còn bán. Mới cầm ăn. Mới cầm đôi chừng nào mà không có tiền trả với lời là đứt luôn. Trời ơi, giờ làm sao mà chuột lại căn nhà 10 triệu đồng. Cả một gia tài tôi làm suốt cuộc đời tôi có không có 10 triệu đồng nữa. Mày. Thôi ngoại đừng có buồn nữa mày. Con sẽ chuộc lại nhà cho ngoại. Lấy gì mà chuộc, tiền đâu mà chuộc. Ngoại. Hả? Ngoại không nhớ là lúc xưa ngoại bán đất, ngoại cho con 5 cây vàng, ngoại nhớ không ngoại? Ba bán 5 cây vàng cho nó không nói về chồng mình. Con cho biết vậy. Gì? Dạ. Mày nói gì? Ngoại cho con 5 cây vàng. Rồi sao? 5 cây vàng cho con làm ăn rồi bây giờ nó còn không? Dạ thì con hùng vốn nuôi ba xuất khẩu mà con kể ngoại nghe đó. Có lời không? Dạ, lời được 8 triệu ngoại. Ê, đó dạ. Vậy đó ha. Cho nên bây giờ. Ba nuôi đẻ có lợi không? Thì cho ông nuôi gà, ông đá gà có lợi không? Ba hay quá. Rồi sao con? Dạ thì bây giờ ba má lỡ cầm nhà 10 triệu thì con ráng mượn ta 2 triệu nữa. Để con chuộc lại nhà cho ông ngoại. Nè, hai vợ chồng già. Dạ. Nghe chưa? Dạ. Mày nghe con gái mày nó nói mà mày xấu hổ không? Dạ. Nó là con nít mà nó còn biết chí thú làm ăn vậy. Còn tụi bay hai thứ tóc trên đầu là tối ngày cờ bạc chim chóc. Rồi bây giờ nhà cửa riết là thành ăn mày. Con hứa là
tí mày khóc cho tao sợ quá. Con mày khóc nữa. Còn gì nói đi. Vậy ba, vợ con xin lỗi ba. Vợ con cũng xin lỗi ba. Con hứa với ba từ hôm nay con bỏ luôn, con không đái gà gì hết đó. Ba còn chút xíu nào, ba còn chút xíu vốn ba. Còn vốn chứ làm sao cục được. Dạ. Còn cây. Ba còn một cây. Một cây đỡ lắm ba ơi, con nói thiệt với bà, con hứa với bà kể từ bữa nay, từ một cây đó con sẽ làm ra nhiều cây. Vậy cho ha. Ba. Dạ dạ. Cho con cây nó để con làm vốn ha. Dạ dạ dạ. Xè tay ra. Ba ba con. Ba bán con kia xong thấm xét dữ vậy. Thấm xét hả? Trời. Đậu lòng trời con. Đậu lòng trời. Ông ổng, ổng. Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Thấy gì chưa, thấy gì chưa? Con chào ông hai. Thấy gì chưa, thấy chưa? Vậy? Con năm mơ màng. Trúng lớn. Trúng gì, ai trúng, trúng gì? Trúng đại. Trúng số mấy, trúng số mấy? Không ta. Không không. Thấy chưa, tại ông á, đừng có kỳ thọng. Ủa bà đánh số đó hả? Cái không biết. Sao chịu đánh đi? Đánh là trúng liền. Đúng. Vô luôn, vô đánh luôn. Vô, vô, vô tù. Mày im miệng mày. Hết giữ tù và ở tù kìa. Nhưng mà sao không thấy gì? Tù cái gì? Hồi nãy nghe cái tiếng nổ đùng nãy không? Rồi xong cái nổ là sao nghe? Làm vợ chồng mình tiếp cho ông nghe. Nhưng mà biết phát ra từ cái hướng nào không? Hướng này nè, hướng này nè, hướng tôi súng gà. Bà ta lanh không à? Lanh gì? Cái hướng ta bên đây là bà nghe đâu? Tôi nghe hướng này. Bà nó nổ chập. Tôi đứng đây tôi nghe hướng này bà cãi thôi. Bà tối nhà bà tối là bà cãi tôi không à? Ông cãi được. Ba con đi hỏi nào ba. Ba hồi nãy cứ đụng qua nghe hướng nào ba? Đụng á. Thì có vậy không mà tụi bay cũng cãi tới cãi lui. Hướng nào ba? Thì hồi nãy tao cũng nghe một cái đùng thì nó cũng không biết hướng nào. Cái ba còn không biết hướng nào nữa không? Tới tôi nói được chưa? Hướng bên đây. Hướng nhà ai? Cái hướng đó là hướng nhà con năm mươi mang. Hả? Mạng gì vậy? Mà tôi nói với nó rồi. Tôi nói với nó là như vậy. Tôi tự nhiên nói nhỏ lại tôi không nghe gì cho hết cha ơi. Làm như ổng nội thù đù nó lớn. Mày nói tao nghe hết. Mày cứ nói đi. Mày nói bên đề. Đúng không? Không đúng rồi. Cái vụ nổ nổ là ba cái gì ồm ồm đó. Tôi nói với nó rồi. Biên đề thôi. Đúng không? Đó. Biên đề. Mình ngủ. Mình nằm mơ. Thì mình bàn. Rồi mình quýnh. Đúng thì trúng. Trạch thì trạch. Nó có ảnh hưởng gì ai? Đúng rồi. Mà nó không nghe, nó không nghe lần tôi. Đó. Nói vậy tôi nói cho mày nghe nè. Biên đề thì cứ biên đề, bà công nhận không? Chơi đề cứ chơi đề giống như tôi nè. Bây giờ tôi đá gà, tôi nói gà. Tôi đá cá, tôi đá cá. Ông nói ông nói vậy chứ sao tôi biên đề là ông không cho. Ông thử có, tôi nói là có cái chuyện tôi là coi gà, coi nó đá ra rồi bắt đầu nó nghe đúng, đúng không? Nó nghệ thuật, nó chim, nó ngót, nó thanh sao. Còn đánh đề như bà là bán nhà. Nó nói là nghệ thuật của người ta. Còn giải trí nữa. Ông Sáu Sở ngày nãy ông vừa nói tôi là ghi đề không sao. Từ giờ ông Sáu Sở ông nói là không nên ghi đề. Tôi nói nó ghi đề mà nó còn cái gì á. Thôi tụi bay đừng nói, tao nghe hết trơn hết trọi rồi. Bây giờ là cái giải trí của tụi bay cái nào cũng có hại hết á. Cái thằng này nè, tối ngày đi biên đề. Mày biên đề đó nha, từ ngày mà cái xóm này mà có ba cái đề đó nha. Nào là tiền góp nè, tiền đứng nè, tiền ngồi nè, tiền nằm nè, đủ thứ tiền hết á. Nha, nên là đi làm lụng suốt ngày suốt đêm, không vợ con riết là đói mèo. Còn mày đó, đừng nói nó cái nhà này nè, thấy chưa? Riết là cái nóc cũng không còn nữa, xung quanh không còn gì hết, chỉ còn có cái ghế tao ngồi duy nhất thôi. Mai mốt cái nhà này cũng bay luôn. Đá chim đá gà của mày đó rồi cũng tiêu luôn nghe. Đó đó, tụi bay có thấy cái tai hại của cái chuyện tụi bay làm chưa? Nè, đừng nói gì cái con chính gì đó, con chính gì ở sớm trên nó chính gì, chính gì đó tự giận rồi đó. Đó cũng ba cái vụ đề đó thôi nghe, bỏ nghe. Lần này nói thì nói vậy thôi, nhưng mà tụi bay có thấy là cái tai hại của cái cờ bạc tụi bay chưa? Qua những chuyện cho ba thầy thầy nói đúng rồi đó. Nhưng mà con nói bác hai nghe, tại mấy đứa này nó tham, nó dễ cho bọn tao quýt xương xương thôi. Giờ con nói bác hai nghe. Cái chuyện á mà ví dụ cái đùng hồi nãy á, mà kể lại tao nghe. Cái chuyện cái đùng hồi nãy á. Đáp ơi là cái chuyện đó là ở trong xóm mình đây nè. Rồi đó. Mà con nói ông nghe là cái chuyện cái hầu mà hồi năm sau mới lên. Rồi. Thấy không? Ông nhớ là con Tấm Thúng không? Ừ. Tấm Thúng là ở kế nhà con. Rồi. Đó. Mà ông tính đi. Trước khi nó chứa là pháo lậu, là nó chứa xăng lậu. Ừ. Đúng không? Ai thì đó. Đúng mà con nói với nó rồi mà nó không nghe. Cô đấy đừng có chứa mấy cái này. Cái này là phạm pháp. Thấy không? Nhà nước người ta cấm. Rồi. Mà nó rất là nguy hiểm. À. Đó mà tại sao nguy hiểm? Bởi vì khi mà nó cháy lên, nó nổ lên. Nó lan ra. Nó lan ra. Đúng rồi. Đó. Nó nghe nè.
thôi bây giờ mình trở lại cái chuyện cái đầu đi, cái này là cái chuyện chính nè. Đó, sáng mơ qua. Thì coi như là ba mộng năm mơ với lại thầy mọ với bạn đây. Đó, thì bạn đề xong rồi thì con đi về. Thấy không? Thì bà này nói đi, cái con dấu đang để dấu được đó, bạn sao có con đi chia. Con đi về mà thường ngày là con thấy vậy đủ rồi. Con về nhà con sẽ ở trong nhà. Đó, con giải trí bằng cách con coi phim. Không coi phim thì con đánh cờ. Thấy không? Mà tự nhiên cho con nghe trong lòng con nó nôn nao, nó nóng nực. Mày nôn nao, mày nóng nực tại bữa nay mày biên ít quá. Không phải vậy. Chứ gì nữa đó. Mặt của mày mà rồi biết đàn cái sớm này không biết. Rồi sao nữa nó chứ cái nghề vậy mà không làm vậy sao sống. Đó, chứ không có bạn đồng đâu. Cùng hành động vô. Cùng hành áo vô. Thì cháu nghe mày ở thằng đó tu. Mệt quá à. Mày gì vậy? Vậy cho nó mày có đầu có đuôi chứ sao mày dữ quá à. Đó, cái con đầu nóng lên. Đó, con mới đi mà ông thấy không? Bữa nay trời mưa. Đó. Mưa ta ở trong nhà chứ mắc mớ đi mà vậy vậy đó mà ra đường đó. Mà đi con nói đi vô đỉnh vậy đó. Đi không có thần thánh gì đi, kêu bằng là không có tính toán trước. Ông ứng bà hành gì đó. Đi con đi, đi vậy đó. Đi hoài, đi hoài. Đi đâu? Đi ngang nhà con nằm mơ mang. Đó. Tôi có nghe gì đó. Cũng thấy gì hết. Mày lưu trái lại. Chưa. Con nghe trong lòng con nó mới rạo rực. Nó rai rứt. Cho nên nó nóng gan vậy đó. Đó, nó còn mới quyết định. Quyết định vậy? Đi trở lại. Đi trở lại. Mà đi lại nó giáp cái mí mà ngay cái chỗ mà hồi nãy mà con đi ngang qua đó. Chỗ này. Đúng là ngay cái chỗ này nè. Đó, nghe. Đó. Thế xong cái con mới nghe một cái đùng. Nhưng mà rốt cuộc chuyện đó là chuyện gì? Thì ra đây. À, sao đúng vậy chứ? Chưa không bỏ trước sau gì tụi bay cũng lãnh một cái còng.